Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn hãy cùng nhau xem con ma sú này rớt xuống nó có ngã hay là ngã ngửa không nha, các bạn cùng nhau xem. Các bạn đừng tiếc dành một giây đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ ủng hộ mình like nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào, con ma sú này xuống nó có bị nào đây. Nào, và ma sú xuống xem như nào nào. Ôi trời ơi, mà súng mới rồi. Và rất nguy hiểm luôn. Em là một người đàn ông trải kiệm. Đây là máy xúc kéo ô tô lên dốc. Đứng tuyết luôn. Ta sẽ cùng nhau xem nào. Chán. Khỏe đấy các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình nhá. Đây rồi, lên rộng rồi. Hay quá luôn. Chà, con máy xung này được hay kẹo ô tô. Ô tô có bánh mà không đi, bắt máy xúc kéo. Hai cầu luôn. Xịn mà đi trên xe nó sướng nhỉ. Trời ơi, biết chở gì đây, biết chở cái gì hay không, đi không như này xuống được mà không lên được như này. Thôi rồi, đây là đường tuyết à, chắc là chở cát đi làm nhà đây. Ghê thật nhỉ. Ô tô này. Nào chúng ta cũng xem pha xử lý máy xúc ở nước. Ui, ngã luôn. À, đây có phải dưới nước không nhỉ? Ta cùng nhau xem pha xử lý trên đường máy xúc xuống nhá. Và đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhá. Ta sẽ cùng nhau xem nào, con máy xúc này xuống cái gì đây nào. Đầu bùi cứng quá. Ui rồi thôi. Lận mấy vòng luôn. Chắc là lâu không được lận này. Không được. Nhớ đi chơi luôn. Nào ta cùng xem. Xem có mất súng này làm gì nó lại chạy xuống dưới đường này. Đúng là đang mất súng ngủ nhỉ. Này mà xuống đây được. Cái xử lý này hơi nguy hiểm đây. Bạn cùng nhau xem con ma sú này nó có lật không ạ? Xong rồi. Xong rồi, con ma sú này xong rồi, xong rồi. Chán lật nha, các bạn xem nào. Và xử lý nào, các bạn cùng nhau xem nào. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ của mình. Đục. Rất là chắc luôn. Mình sẽ chắc thật ông. Rất là chắc thành điểm. Chắc chồng. Ui giời ơi, sao lại không giữ bỏ đi làm gì. Ui giời ơi. Cái này thì không súng nữa đâu, máy vụn thôi. Máy vụn không phải máy xúc đâu nha. Đấy. Máy dưới máy xúc cũng chắc rồi. Xem cái pha xử lý này. Lại ngã ngửa rồi. Ôi giời ơi. Em chúng ta cũng xem pha xử lý làm gì đây. Úi giời ôi giời. Ôi giời ôi. Cay. Này thì máy xúc. Mất đi
ta sẽ cùng nhau xem tiếp theo và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và xử lý rất là nguy hiểm. May mà không có cái thuyền để gần, nhưng mà gần thì chắc là để bẹp hết luôn. Là còn có người nắm đầu để cái này. Rồi chúng ta cùng xem pha xử lý của con nước xuống nước nha. Lộn nước là bơi đây. À. Let's go. Come on. Yeah. Nhìn em vui cười trong hạnh phúc, anh cố mỉm cười nhưng lòng đau. Bao nhiêu ngày tháng mình có nhau mà nay trở thành người xa lạ. Ánh mắt dịu hiền này trơn trắng, nụ cười xinh tươi này nhếch môi. Gặp nhau vội vàng rồi lánh mặt, em hất anh lắm có phải không? Cho dù chúng mình không còn yêu, em đừng thái độ nhiều như thế. Anh đã biết thừa rằng mình sai, nhưng khi xem em cũng chẳng đúng. Cho nên chấp nhận cứ vậy đi, vì duyên chúng ta này đã hết. Và anh mong ước mãi về sau, đừng quên tên nhau đã từng gọi.